Sau 10 ngày chuyển viện, bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung khi nhiễm COVID-19 đã có một số dấu hiệu tích cực, đang hồi phục rất tốt. Những ngày qua Phi Nhung đang được công chúng vô cùng quan tâm khi bị nhiễm COVID-19 do tiếp xúc với F0 khi đang hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ nhập viện ngày 19 tháng 8 tại Bệnh viện Gia An 115 và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Giấy để tiếp tục điều trị vào ngày 26 tháng 8. Sau 10 ngày theo dõi tích cực, sức khỏe của giọng ca Bông Điên Điển đã có những tín hiệu khả quan. Nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực và có tiến triển tốt hơn, tín hiệu khả quan hơn. Trên trang cá nhân nhà báo Song Minh cập nhật tình hình điều trị COVID-19 của Phi Nhung tại Bệnh viện Chợ Giấy. Bên đó anh cũng đính chính một số tin đồn gần đây về nữ ca sĩ. Nam nhà báo chia sẻ, chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy, nhiều tín hiệu khả quan. Những tin đồn kiểu như Phi Nhung đang nặng lắm phải đi chuyên cơ gấp về Mỹ là tin vịt nha cả nhà. Nơi điều trị của nữ ca sĩ và các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hiện tại, Phi Nhung đang điều trị tích cực tại khu 500 Bệnh viện Chợ Giấy. Phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu từ khi nhập viện. Với những tín hiệu tốt, nữ ca sĩ chưa cần sự can thiệp ECMO, máy tim phổi nhân tạo. Đến nay giọng ca trèo lên bàn thượng vẫn đang hôn mê. Suốt từ khi Phi Nhung nhập viện đến nay, người thân, bạn bè, khán giả và nhất là những người con của cô liên tục đăng bài cầu nguyện, mong nữ ca sĩ sớm bình phục. Bên cạnh đó những câu chuyện của các con nuôi Phi Nhung chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Phi Nhung đi từ thiện trước khi mắc bệnh. Con gái nuôi của Phi Nhung chia sẻ, con đi đâu gặp ai, mọi người cũng hỏi con về mẹ. Có những người quen ở xa cũng gọi điện cho con hỏi thăm mẹ thế nào rồi. Chẳng ai tin mẹ bệnh cả. Mẹ biết vì sao không? Vì không ai muốn mẹ gặp chuyện xấu hết. Nhắc đến mẹ là mọi người chỉ nghĩ tới những điều đẹp đẽ tươi đẹp thôi. Con lần nào cũng phải kìm lại để nước mắt không trào ra. Xác nhận rằng thông tin đó là đúng. Con cũng không quên báo với mọi người là mẹ của con vẫn đang tích cực điều trị và xin mọi người một lời cầu nguyện gửi đến mẹ. Mọi người ai cũng xót xa và thương mẹ nhiều lắm. Ai cũng mong mẹ mau khỏe lại. Mẹ mạnh mẽ thế này tất nhiên là sẽ mau khỏe lại rồi. Hơn nữa cả triệu trái tim đều đang hướng về mẹ, cầu nguyện cho mẹ ngày đêm. Chắc là mẹ cũng đang cảm nhận được phải không nè. Mẹ nằm ít thôi nhá, ngày mai con muốn mẹ ngồi dậy ăn uống rồi cười thật tươi. Sau đó thì chờ ngày xuất viện thôi. Ai cũng nhớ mẹ lắm rồi. Mẹ về nhà còn tập thể thao đăng clip cho tụi con tập ké nữa chứ. Siêu nhân mẹ cố lên. Con trai út cầu nguyện cho nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ là mẹ của 23 người con nuôi. Những thông tin khả quan của ca sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ thêm niềm tin nữ ca sĩ sẽ nhanh chóng bình phục. Ai nấy cũng mong đợi giọng ca trèo lên bàn thượng sẽ nhanh chóng chiến thắng bệnh tật, có sức khỏe thật ổn định để còn lo cho đàn con thơ và các dự án đang dang dở. Bác sĩ thông tin về sức khỏe của Phi Nhung sau 6 ngày chuyển viện vì COVID-19 trở nặng. Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Giấy cho biết, Phi Nhung được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nặng. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy. Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 1 tháng 9, TSBSCKII Nguyễn Tri Thức Gider Bệnh viện Chợ Giấy cho biết, sức khỏe của Phi Nhung đã tiến triển tốt hơn, tín hiệu khả quan hơn. Trước đó, Phi Nhung được chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng nặng, ngay khi nhập viện các bác sĩ nỗ lực điều trị, tích cực hồi sức với lọc máu và thở máy. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8 nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Giấy vào tối 26 tháng 8. Sau khi Phi Nhung chuyển sang Bệnh viện Chợ Giấy, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Một số kẻ ác ý tung tin Phi Nhung chuyển biến nặng và không thể qua khỏi. Thậm chí, một số người nổi tiếng còn đăng tải lời chia buồn trên trang cá nhân. Sau đó, phía Phi Nhung và những nghệ sĩ thân thiết với giọng ca, Bông Điên Điển, phải lên tiếng đính chính. Danh hài Việt Hương bức xúc khi một số kẻ cố tình dựng chuyện để câu like, câu view. Họ nói Phi Nhung như vậy là cố tình câu người khác vào để mình có nhiều view. Phi Nhung đang điều trị tích cực lắm nha mọi người, Việt Hương nói. Trưa 1 tháng 9, danh hài Việt Hương cho biết thêm, tình hình sức khỏe của Phi Nhung có nhiều tiến triển tốt. Cụ thể, nữ danh hài nói Phi Nhung đã khỏe hơn và có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Việt Hương cho rằng, đó là tin vui nhất trong ngày. Phi Nhung chưa hồi tỉnh nhưng biết phản ứng lời nói của bác sĩ. 1 tháng 9 năm 2021, 22:09. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Giấy cho biết Phi Nhung vẫn đang hôn mê nhưng sức khỏe đã có tiến triển tốt hơn. Sức khỏe của Phi Nhung có chuyển biến. Phi Nhung mắc COVID-19, đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Giấy. Phi Nhung phải thở máy và lọc máu khi điều trị COVID-19. Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19, hiện được điều trị tích cực tại khu 500 Bệnh viện Chợ Giấy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ với Vietnamnet, hiện Phi Nhung vẫn hôn mê, đã ngừng lọc máu để đánh giá. Phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu từ khi nhập viện nhưng chưa cần phải can thiệp ECMO, máy tim phổi nhân tạo. Tối 1 tháng 9, trao đổi với báo Vietnamnet, nghệ sĩ Việt Hương cho biết, tình hình sức khỏe của Phi Nhung có nhiều tiến triển. Cô đã khỏe hơn và có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Ca sĩ Phi Nhung, trước 3 ngày trở về Mỹ, Phi Nhung đi kiểm tra và xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Ban đầu, cô chỉ cảm nhẹ rồi dần trở nặng và phải nhập viện. Nữ ca sĩ không muốn mọi người biết vì sợ lo lắng nhưng không ngờ bệnh tình lại diễn tiến nặng. Thời gian qua, Phi Nhung tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Nữ ca sĩ kêu gọi cùng với tiền tự đóng góp mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị. Ngoài ra, Phi Nhung tích cực nấu cơm, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi. Những hoạt động xã hội được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage. Sau 10 ngày chuyển viện, bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung khi nhiễm COVID-19 đã có một số dấu hiệu tích cực, đang hồi phục rất tốt. Những ngày qua Phi Nhung đang được công chúng vô cùng quan tâm khi bị nhiễm COVID-19 do tiếp xúc với F0 khi đang hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ nhập viện ngày 19 tháng 8 tại Bệnh viện Gia An 115 và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Giấy để tiếp tục điều trị vào ngày 26 tháng 8. Sau 10 ngày theo dõi tích cực, sức khỏe của giọng ca Bông Điên Điển đã có những tín hiệu khả quan. Nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực và có tiến triển tốt hơn, tín hiệu khả quan hơn. Trên trang cá nhân nhà báo Song Minh cập nhật tình hình điều trị COVID-19 của Phi Nhung tại Bệnh viện Chợ Giấy. Bên đó anh cũng đính chính một số tin đồn gần đây về nữ ca sĩ. Nam nhà báo chia sẻ, chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy, nhiều tín hiệu khả quan. Những tin đồn kiểu như Phi Nhung đang nặng lắm phải đi chuyên cơ gấp về Mỹ là tin vịt nha cả nhà. Nơi điều trị của nữ ca sĩ và các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hiện tại, Phi Nhung đang điều trị tích cực tại khu 500 Bệnh viện Chợ Giấy. Phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu từ khi nhập viện. Với những tín hiệu tốt, nữ ca sĩ chưa cần sự can thiệp ECMO, máy tim phổi nhân tạo. Đến nay giọng ca trèo lên bàn thượng vẫn đang hôn mê. Suốt từ khi Phi Nhung nhập viện đến nay, người thân, bạn bè, khán giả và nhất là những người con của cô liên tục đăng bài cầu nguyện, mong nữ ca sĩ sớm bình phục. Bên cạnh đó những câu chuyện của các con nuôi Phi Nhung chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Phi Nhung đi từ thiện trước khi mắc bệnh. Con gái nuôi của Phi Nhung chia sẻ, con đi đâu gặp ai, mọi người cũng hỏi con về mẹ. Có những người quen ở xa cũng gọi điện cho con hỏi thăm mẹ thế nào rồi. Chẳng ai tin mẹ bệnh cả. Mẹ biết vì sao không? Vì không ai muốn mẹ gặp chuyện xấu hết. Nhắc đến mẹ là mọi người chỉ nghĩ tới những điều đẹp đẽ tươi đẹp thôi. Con lần nào cũng phải kìm lại để nước mắt không trào ra. Xác nhận rằng thông tin đó là đúng. Con cũng